xin chào tất cả các bác quay lại là kênh của DVH nhé. Em cả Cú Đen hôm nay là có trở lại xuất hiện của bên Bắc Giang đây. Thì gần chỗ chị Thắng á. Đây em lên này. Hôm nay quên trả vào chốt. Một sàn dây bãi luôn, đẹp tuyệt vời. Đây, nhà tiếp đón đông lắm. Anh ấy mới làm thôi, bây giờ cũng gọi là lắp ra thử nghiệm nhỉ. Bàn ghế mới hết. Đấy, đèn em bây giờ đang xét đồ đấy. Xét cho các bác ở Bắc Giang này. Đây. Đây. Chủ dàn anh Huân đây. Đây, anh Huân này. Trọng Huân này. Đang bắc giảm đây. Đấy, mới thử nghiệm đẹp phết đây. Đấy, nhấp nhá rất nháy này. Quá hết mắt này.